Xin chào các bạn nhé. Hôm nay Inox Thanh Hưng xin giới thiệu với các bạn cái quy trình gia công sản xuất một cái máy trộn gia nhiệt, máy trộn nằm ngang. Máy trộn sẽ có cấu tạo 3 lớp và gia nhiệt cách thủy bằng dầu truyền nhiệt. Thì hôm nay là chúng tôi sẽ đưa lên cái video này quay lại cái quá trình sản xuất của cái máy trộn. Chúng tôi sẽ quay từ cái lớp trong cùng đây ạ. Đây là cái lớp trong cùng tiếp xúc nguyên liệu là Inox 304 dày 2 ly ạ. Bây giờ là thợ bên chúng tôi là đã uốn xong cái thùng trộn và bắt đầu là hàn hai cái đầu hồi. Đây là hai cái máy trộn gia nhiệt mà chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của khách hàng. Máy này thì sẽ có kích thước lòng trong là 700 nhân với lại 1000 và nhân với lại 750. Và kích thước của bì của máy là 900 nhân với lại 1300 nhân với lại 1200 ạ. Toàn bộ máy thì sẽ được làm bằng inox 304. Lớp 1 thì là cái lớp mà đang gia công sản xuất đây ạ, inox 304 dày 2 ly. Bạn thấy là rất là dày dặn và chắc chắn. Chúng tôi là luôn luôn được tự tin quay lại cái quá trình gia công sản xuất của máy móc ở bên chúng tôi sản xuất ạ. Báo giá như thế nào thì sẽ các bạn sẽ nhận được một cái đơn đặt hàng như thế, và các bạn nhận một cái máy sẽ bao gồm các cái thiết bị và cái vật liệu inox cũng như là độ dày của cái inox đúng với lại đơn đặt hàng của các bạn. Đấy, bây giờ là cái lớp thứ hai là đã hoàn thành nữa rồi. Đây lớp thứ hai thì sẽ là inox 304 dày 2 ly ạ. Và bên dưới thì chúng tôi đã hàn cái chỗ để chứa cái cây điện trở. Máy này thì sẽ sử dụng điện 3 pha và công suất tiêu thụ của máy này là 18 kW. Cái máy này thì sẽ còn thiếu một cái lớp bảo ôn cách nhiệt bên ngoài thôi ạ. Lớp bảo ôn cách nhiệt bên ngoài này thì sẽ được làm bằng inox 304 dày 1 ly ạ. Đây lớp bên ngoài, lớp thứ ba là chúng tôi đã làm cái máy bên trong lên lớp thứ ba rồi đấy. Lớp thứ ba này sẽ có bông thủy tinh cách nhiệt và lớp inox 304 dày 1 ly bảo ôn bên ngoài, giúp các bạn tiết kiệm điện cũng như là an toàn khi sử dụng. Khi cái nhiệt độ của lớp dung môi truyền nhiệt lên cao thì các bạn chạm phải cái thành của máy này thì các bạn chỉ bị nóng già thôi, không có bị hỏng. Đặc biệt là sẽ tiết kiệm điện cho các bạn, điện năng là sẽ không bị tỏa nhiệt và bị hao hụt trong quá trình các bạn sử dụng. Hai cái bên đầu hồi của cái máy này thì chúng tôi sẽ được làm inox 304 và dày đến 5 ly ạ. Bây giờ là hoàn thiện hết cái lớp 1, lớp 2, lớp 3 rồi nhé. Bây giờ thì chúng tôi đang hàn cái cánh đảo của cái máy trộn này. Cái máy này thì sẽ sử dụng một cái cánh trộn hình phật kép, và cộng theo đó là sẽ đan xen những cái cánh trộn có tiết lông thì dụng rất sắc đáy và cạnh. Cái cánh trộn phật kép này thì sẽ được làm bằng la 60 và dày đến 8 ly, inox 304 ạ. Các bạn thấy là những cái cánh trộn này rất là dày dặn và chắc chắn. Thợ bên chúng tôi là leo lên cả trên máy để chỉnh cái cánh trộn. Cái máy này thì sẽ được nghiêng độ 90 độ để lấy nguyên liệu ra, bằng cách là sẽ có hai cái cần gạt ở hai bên đấy ạ. Máy thì tương đối nặng nhưng mà sẽ được nghiêng lấy nguyên liệu ra, khi mà hai công nhân sẽ đứng ở hai bên đầu của cánh trộn này và sẽ cùng nắm vào cái tay cầm như là sẽ
cái sản phẩm của mình ra sau khi mà máy chạy xong. Nếu như các bạn có nhu cầu đặt mua các cái máy trộn hàng ngang, máy trộn gia nhiệt hoặc là các cái thiết bị được gia công sản xuất từ inox như là chảo xào nhân, nồi chung cấp điện, chung cấp tinh dầu hoặc là nồi nấu cánh khuấy hay là bất kể một cái thiết bị máy móc nào được gia công sản xuất từ inox thì liên hệ với Inox Thanh Hưng qua số điện thoại trên màn hình 0908 312 438 hoặc là số 0904 646 238, hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp tại xưởng sản xuất của Inox Thanh Hưng, địa chỉ tại 163/8 Phạm Văn Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Máy trộn này thì sẽ có cái chân khung đỡ là khung 40x80 và có 4 bánh xe để các bạn di chuyển một cách dễ dàng. Bên chúng tôi là đang chỉnh nốt những cái phần còn lại của cái cánh trộn. Cánh trộn thì sẽ có đang xem những cái cánh có khung thì có phát đáy vào thành, thì thợ bên chúng tôi là đang chỉnh những cái cánh phụ lên. Cái cánh chính này thì sẽ là cái cánh sắn thép, còn cái cánh phụ thì là sẽ thì cái cánh có cái lông bằng thép. Và bây giờ thì bên chúng tôi là hoàn thành cái phần điện cho cái tủ điện này. Các bạn thấy là tủ điện đây sẽ bao gồm một cái tủ sẽ có công tắc tắt mở cũng như là sẽ có cái biến tần điều chỉnh cái tốc độ cánh trộn này nhanh chậm. Đặc biệt là cái tủ điện này thì sẽ được thiết kế dây dài 4-5 mét để cho khách hàng treo cái tủ điện này lên trên bờ tường, và thì sẽ không có đặt cái tủ điện này liền với lại máy như là những cái máy trước đây chúng tôi sản xuất ạ. Sau khi mà đã hoàn thành các cái phần máy móc rồi thì bây giờ chúng tôi là chuẩn bị test máy, sẽ đưa ra ngoài cửa xưởng để test cái máy này. Chúng tôi sẽ bơm nước vào làm nước cho môi trường nhiệt. Thường thì khách hàng này sẽ không dùng đồ ăn hoặc là đồ dùng nhiệt, còn bên chúng tôi chỉ máy thì chúng tôi dùng nước ở đó để xả nhiệt. Đây là hai cái máy trộn tăng nhiệt đa lớp đã được hoàn thiện, và chúng tôi là đang bật máy lên để test máy. Cái máy này thì các bạn nhìn thấy ở bên cái đầu hồi nữa là chúng tôi là làm cho cái máy này cái xích đôi gia cố tăng thêm cái độ cứng, độ khỏe cho cái máy. Bất kỳ một cái máy nào trước khi xuất xưởng thì bên chúng tôi là sẽ kiểm tra đi kiểm tra lại và sẽ test máy chạy trước khi là đóng gói để bàn giao cho khách hàng. Các bạn thấy là máy chạy rất là êm, êm. Sau khi mà test máy xong thì chúng tôi là sẽ xả cái nước môi truyền nhiệt này ra. Đây là nước đấy ạ, thì chúng tôi xả chúng tôi bỏ đi cái van ở dưới đáy này, rồi là cái van xả nước môi truyền nhiệt. Và sau đó thì chúng tôi sẽ vệ sinh một lần nữa trước khi mà đóng gói để đóng gói khách hàng.
trộn đã vệ sinh đã hết sạch rồi và chúng tôi là sẽ cuốn xúc xẻo bây giờ mình xem đấy là xúc xẻo nếu như các bạn có nhu cầu đặt luôn sẽ lại máy trộn ra một cái trộn hàng ngang máy trộn ra một cái của cả ba lớp mình cần được cái chất lượng như này thì liên hệ với mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi.